Ôi chị bơ, chị bơ. Gì ấy? Có tin hít, tin giật gân, tin giật cả thần kinh đây này. Ôi trời ơi. À, Bobby Playtime Roblox vừa ra những nhân vật mới vô cùng ghê sợ chị ạ. Nani? Mà điều ở phần trước của chị Hoki làm chùm rồi, làm gì có con nào đáng sợ hơn nữa. Quá chuẩn luôn. Lần này em cho chị gặp Hoki phiên bản V2 ghê sợ hơn, đáng sợ hơn cho mày xem. Đáng sợ hơn gấp 1.000 lần không? 1 tỷ lần luôn đấy chứ. Em để bốc phét chị đúng không? Chị đừng tin em đúng không? Bây giờ em sẽ dẫn chị đi xem nha. Rồi bây giờ thử dẫn chị đi minh chứng xem nào. Rồi trước khi đi chúng mình lên làm gì đã? Rồi trước khi đi thì các bạn hãy nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhấn xuống quả cái cho chúng mình nha. Rồi đi thôi. Chúc mừng chị Bơ đã đến với khu trạm tàu của Bobby Playtime. Trạm tàu à? Sao lại tự nhiên đưa chị đến trạm tàu làm gì? Đây, chưa hết đâu, chưa hết đâu. Chị Mỹ nhá, quay lưng một phát này. Quay lưng. Đấy, chị thấy chưa? Buster Playtime thần mới đấy à? Đúng rồi, có những nhân vật mới đây này. Có Hoki, là Kissy, mẹ Mummy, mình có kết thuật rồi đúng không? Bây giờ có cả thêm bạn là sâu đầu chó này. Sâu đầu chó này. Bạn này cũng hơi quen thuộc một tí. Có cả con mèo kìa đúng không? Con này là con hổ đấy, con mèo đó, một con mèo. Đồ ngu. Có cả con khủng long cơ. Đây này. Nhưng mà nhìn trên này nhìn nó chả đáng sợ bằng con của chị. Ừ, đây là chỉ là mô phỏng, đây mới là hiện thực là hai. Chị Minh nha, dễ phải dễ. Rồi em lăn được ra cho đây cho chị xem này. Ôi, sao không đi lại phải lăn. Nhanh chị đây, chị thấy gì chưa? Chưa. Hoki màu xanh còn một mắt đây này. Ôi ôi, con này đột biến này em ơi. Con này có tên là Hoki Island. Ôi rồi ôi. Đây này, khi nó mà giận dữ này, mặt nó mất mắt luôn. Mất mắt luôn. Ôi thế nào? Răng nó còn nhỏ loắt. Đột biến lại còn xấu hơn. Cái này thì chết. Không biết được nó có mắt gì à? Khi mà nó buồn nó khóc này. Nó khóc có một mắt hai bên, hai lớp mắt nó ứa ra. Ôi giời, môi cả chết. Đây này, thấy này. Dễ trái chứ phải, dễ trái. Chị thấy gì chưa? Đây mới là hình dạng thật đây này. Nó chỉ bé bé đáng yêu này thôi. Nhưng mà nó ghê lắm đấy. Ui, đâu nó, cái dâu nó vảnh lên thôi. Đây nhìn kiểu người ngoài hành tinh ấy chị. Ừ, giời. Đây này, không những thế nó còn biết tàn hình cơ. Ôi, bạn này giống bạn Hoki của chị này. Đây, bạn này tàn hình được. Thôi, không luyên thoa luyên thuê lớp. Bây giờ mình vào vấn đề chính thế này. Ở cái tựa game này mình có 3 dự án. Dự án thứ nhất là ngăn chặn. Là mình ngăn chặn không cho con Hoki lây nhiễm cho mọi người. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Dự án thứ hai là nhiễm trùng. Là 1 trong 10 người có thể biến thành một con quái vật nào đó. Và đi gọi lây nhiễm bệnh cho mọi người. Biến mọi người thành quái vật. Mình đi lây bệnh cái dự án này mình thích đấy. Dự án cuối cùng đã còn một dự án nữa. Đó chính là dự án tiêu diệt. Tiêu diệt. Mình phải hoàn thành nhiệm vụ ở trong này để mình tiêu diệt được con quái vật. Nào bây giờ chị check 1 trong 3 dự án, chị thích chơi dự án nào trước? Đi theo thứ tự đi. Giời ơi. Thứ tự à? Ừ. Dự án nhiễm trùng đi. What? Dự án này khả năng vui này. Mình sẽ được đi gọi là đi nhiễm trùng mọi người, đúng không? Đi thả bệnh cho các bạn. Rồi anh em vào dự án 2 đi. Tất cả anh em ơi. Ủa? Em không nghe thấy tiếng em nói. Anh em mình ơi, vào dự án 2. Anh em không ơi này. Ơi, em phải chat cho anh em vào dự án 2 đây được. Vào dự án 2 anh em. Rồi, em chat rồi. Chị nhìn này, nhìn sự kêu gọi của em này. Đấy, thấy chưa? Chị thấy chưa? Em kêu gọi phát rồi vào 1 tấn luôn đi chứ. Chị ơi. Trời ơi. Ăn đủ. Được của nó đấy. Rồi, ok, 8 người. Quả lô. Ngồi chào cò hay là ngồi nào đấy? Sao mình ngồi trên đường ray này? Ảo thật đấy. Nó là mình đang trên tàu cơ mà. À đây, nó lag. Ôi trời ơi. Nó lag kìa. Ôi, mất điện. Mất điện. Mất điện. Ui, con rung lắc. Rồi luôn, con Boxy Bu nó đuổi, ạ. Ôi trời ơi, nó nhảy lên xe rồi. Nó chạy, chuẩn bị chạy lên anh em ơi. À, em không nhẹ luôn mà. Rồi. Ôi dậy đi ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi, giờ này còn ngủ nữa. Ủa ở đây chiếm lãm những cái bàn tay Bobby và Playtime này. Ôi đi theo hướng mũi tên. Rồi lụm hộp đã. À thôi. Ok, em đã có bàn tay. Chúc may mắn hả? Thu thập cái này đi bạn ơi. Không biết cái lỗ này đi vào được không nhỉ? Em cầm một cái hộp rồi, em cầm hai cái hộp rồi. À mình cầm hộp để mình liếm nó chị ạ. Mình cầm hộp để mình lém nó. Đồ rồi. Ui đâu? mấy bạn này bị ấy rồi. Kéo mấy bạn này lại cứu. Cứu, để tôi cứu bạn này. Bạn nữ xinh tươi này để em. Ôi giời. Ô, có bông xin bụng. Kéo bạn kia lại anh em. Anh em kéo bạn kia lại. Rồi túm bạn này lại. Ra đây, tôi cứu bạn này. Chưa phế. Sao. Nó còn 86 máu nữa thôi. À trời ơi. Really nigga. Đây, có một cái hộp này. À lo kia. Ơ, mất rồi. Vừa thấy xong, để em kéo mấy bạn này lại em cứu đã.
khoan đã, nó túm nó đánh được nha, nó cắn mình được nha. Các bạn bình tĩnh đợi tôi còn 3 giây nữa. Thôi. Ai có mạng ở đấy chứ. Em cần đi kiếm hộp tiếp, các bạn đấy thì kệ các bạn đấy đi. Rồi, nó còn có 82 máu chị ạ. Đây rồi. Một cái nữa. Lên nhanh chân lên, chậm thế. Bình tĩnh chị. Ô. Thu nhập rồi mà. Thu nhập rồi. À đây, mỗi lần mình thu nhập nó bị giảm 1 máu rồi. Rồi. Em đánh cho nó mất 6 máu luôn mà. À đây ở dưới lại có, xuống kiểu gì đây? À đây cầu thang đây. Trời ơi, chúng lại còn xuống cầu thang kiểu gì nữa. Em vừa tiêu diệt được nó 6 máu luôn đấy chứ. Nhiều phết. 1 máu nữa, 2 máu nữa này, 3 máu này, 4 máu này, 5 máu này, 6 máu này. Ố. Nó kia, nhưng mà nó không cắn em. Ố. Cái này lúc nãy em thu thập ngay từ đầu rồi. À thế à. Ôi giời ơi, thế mà vẫn đứng. Ôi giời, em quên mất đấy. Không, không có. Rồi, ở đâu nữa, đâu nữa. Em nghĩ trên tầng. Trên tầng lúc nãy con Bốc vừa lên đấy. Thế à? Ui, thôi bạn kia hẹo rồi. Nó đang đấm. Thôi, không chơi với bạn nữa đâu. Ở đây có. Nhưng mà ở đây có mấy cái hộp này thôi. Trong nhà không có chị ạ, đây phòng trưng bày rồi. Đây có. À, bạn có thể ngụy trang này. À, báo cháy. Không, không, cái tạo làn khói cho nó gọi là mờ ảo một tí. Ôi giời ơi. Còn có một bạn không có hộp như này. Ô. Sao tự nhiên em hóa ảo thế nhỉ? Ôi giời ơi. Được rồi, em sẽ đi cắn các bạn ý. Cắn luôn. Nhờn này, một bạn bị đớp. Nào, bạn nào cứu. Bạn luôn. Bạn nào cứu. Hai bạn rồi, bạn này đúng không? Bạn này là bạn thứ ba. Chạy đâu con sâu. Đâu, không được cứu. Trốn với chúng tôi này. Em phũ quá. Trốn với chúng tôi à? Nhờn này, cứu các bạn ấy đi. Cứu này. Bố bị nhờn với mày đấy à? Cứu này. Cứu à? À đây. Cứu nhau đi. Nào, bạn này nữa. Không thèm chạy cơ. Bạn này nữa, cứu nhau đi. Không thèm chạy à? Nào, ố. Ôi trời, có bạn húc hiếu ghi gì con này này. Ơ, là nào ấy? À đây đồ đệ của em. Ôi trời. Còn một bạn. À, có Bobby tha con này, yes. Em như em hóa mấy bạn này gần biến thành con Bobby con của em này. Em đấy thì các bạn ấy hóa thân thành giống em. Rồi đúng rồi. Này, rất là nhiều luôn đi chứ. Còn một bạn nữa. Anh em đâu, tổng công kích. Chuyên lùng. Mày không hóa được bao con trai. Mấy con hon này thì chỉ được đồ đệ của em thôi. Chuyên lùng bạn đeo kính. Đây. Thật không? Kìa. Đây rồi. Bạn kia phế thế. Em multi cho một cái này. Xâm xoài xuống đất. Cắn. Rồi. Hẹo luôn đi chứ. Sợi. Thế em chính tỏ em làm bốc. Em làm Buxibu đẳng cấp như. Tự nhiên em hóa thành Buxibu à? Kiểu nhỉ? Chắc là lấy em được hóa rồi. Em là nãy người được chọn. Ấy cái bình cứu hỏa đấy là tự nhiên nó hóa thành Buxibu luôn. Ừ, hình như thế đấy. Rồi luôn. Rồi xong luôn. Mình lấy nhiễm hoàn thành ngon. Và còn trước thời gian, trước hẳn 6 phút. Vỗ tay. Cái dự án này, cái dự án gọi là nhiễm độc mà. Mình nhiễm độc hết là mình ok la rồi. Ô, nhưng mà... Còn nhiệm vụ gì ở đây? Xong rồi còn đâu? Mình không còn luyến tiếc gì nữa ở đây cả. Rồi, em sẽ đi quanh đây. Sao có bạn Huki được nhỉ? Rõ ràng là Buxibu mà. Em còn chưa cuối là dập một cái hẹo hết tất cả luôn. Nào đi. Không thu thập được nữa. Đó, thế là mình hoàn thành nhiệm vụ đơn giản. Ôi giời ơi. Đây, game nó phải dễ như này này. Đẳng cấp nó ở đây đúng không bạn? Buxibu bun. Đẹp trai, lai dai thế cơ mà. Ok, xuất sắc. Rồi, còn dự án thứ ba nữa thôi. Anh em vào đây anh em ơi. Đây em lại hô hào anh em tiếp nhá. Đấy, một bạn. Chả có mà hai bạn. Vào luôn đấy. Ô, alo. Tình anh em chúng mình kết thúc từ đây à? Vào đi các anh em ơi. Vào đây anh em ơi. Chuyến xe sắp đến rồi anh em, vào đây anh em ơi. Đấy, gọi được một bạn. Ê, bạn thứ hai vào nữa đây bạn ơi. Ôi giời, mình hiểu lơ xe ấy nhỉ. Rồi luôn, đi vào đây. Let's go. Ôi trời ơi. Đấy, em kêu gọi được. Ôi giời, cứ vào không lại ra thế này. Anh em có thương tôi không nhỉ? Không đủ người. Vào đi. Rồi, tiếp tục nữa đi. Trời ơi. Dự án 3. Dự án 3 anh em ơi. Rồi, sợi. Em đấy, em kêu gọi được 7 người rồi. Ô, lại chạy ra đi vào đi. Rồi, 8 người rồi. 9 người rồi. 1 người nữa. Cố lên. Ôi trời ơi. Ok, bạn kia. Đây. Ô, anh em đùa tôi à? Vào không ra thôi. Dự án 3 có tên là tiêu gì ạ? Mạnh sẽ
để tìm hộp để mình tiêu diệt con Buxibu chị ạ. 8 người chơi. Rồi, đây là con Buxibu. Ui, nó ngã ngựa. Cái gì đây? Người yêu của Buxibu. Nó làm gì đây, nó làm gì đây? Ủa, nó đi vào đây làm gì? Nó làm gì á? À, nó hồi sinh lại con Buxibu chị ạ. Rồi, xong luôn, rồi xong luôn. Rồi xong, Buxibu là được thả ra. Đúng rồi. À, cô ấy là ai? Cô ấy là mẹ hay là người vợ? Vợ. Chắc là vợ đấy. Chúng ta có 11 phút để hoàn thành. Đây này, thì nó ra đây, mình cần tìm những cái hộp đấy. Có thêm một cái hộp rồi. Lụm nó đi chứ, em nghĩ lụm được luôn không? Chúng ta phải phá hủy 4 van và do đó ngăn Buxibu. Ok, phá hủy 4 cái van này đúng không? Van thứ nhất. Bạn cần tìm Sabeng, cần tìm Sabeng để mở. Ôi. Sabeng ở đâu? Sabeng ở đâu? Ai mà biết được. Cầm cái bàn tay đi cho nhanh. Đấy, xoắn một phát đấy luôn mà. Lẽ em tìm được một cái hộp rồi. Cái van thứ ba này là gì? Bình chữa cháy để dập lửa à? Ok. Van thứ nhất là Sabeng, van thứ ba là bình chữa cháy. À. Rồi, cộng một hộp. Bạn ấy ơi, bạn ấy hẹo rồi. Kiếm đâu cái Sabeng bây giờ nhỉ? Đây bình cứu hỏa đây đúng không? Wow, không nhận được. Kiếm. Mấy bạn này đang bị bắt đây này. Mấy bạn này đang bị bắt đây này. Em cần cứu mấy bạn này. Em cần cứu mấy bạn này chứ ạ. Có lúc ghi nó nổi điên rồi. Thôi, chạy cái đá. Tính tiếp. Ông là chết cả đôi. Bạn thân ơi, số sinh ra chúng mình thì kệ bạn thôi. À, là dê ạ. Bây giờ quan trọng mình đi kiếm cái Sabeng ở đâu này. Sabeng ở đâu? Mình cứu hỏa nữa. Đây có một hộp nữa này. Ô. Bạn này. Các bạn hẹo nhanh quá. Các bạn hẹo nhanh quá anh em. Nhiệm vụ này. Mã truy cập à. Lấy bình chữa cháy. Ok. Mình kiếm đâu cái bình chữa cháy mới là quan trọng này. Cái tôi nhờ. Ôi sao còn có 3 người này. Ủa alo. Đấy có phải bình chữa cháy không? Không. Sao còn... Rồi luôn. Mãi tìm quá không để ý. Nó đánh từ lần sau em. Rồi luôn. À, nó đập đầu em luôn mà con này bướng thật đấy chứ. Sau rồi em sẽ mò để em xem cái bình chữa cháy ở đâu. Bình chữa cháy ở đâu được nhỉ? Thôi mà. À, con Huggy này nó cứ theo sau em thôi. Em hồi sinh cái là nó cắn em luôn à? À không được, em hồi sinh chỗ khác. What the hell? Trời ơi anh ạ. Khó nhỉ? Biết rồi, bây giờ mình sẽ làm cái thứ 3 này trước. Em thấy cái bình chữa cháy nó dễ hơn. Còn có 3 bạn thì bao giờ làm xong nhiệm vụ ta? Bình chữa cháy đâu nhỉ? Bình chữa cháy đâu nhỉ? Rồi, ở đâu đây? Ô. Buxibu mini. Ôi trời ơi, đi tìm đi. Đây. Lại còn cần tìm búa nữa. Wow. Đây không có. Mã gì đây? Có mật mã này. Ô, đâu? Nhập mã truy cập này. Xin cái mã đây coi. Mã số sao. Không mở được, không nhận được. À, sao vậy? Để cho đẹp. Không, cửa số 2 mình cần nhập cái mã đấy chị ạ. À, cần tìm máy tính à? Đây. Lấy rồi, kiếm được ra giấy mà không lấy được. À đây, tự cất cái này xem nào. Được rồi, ok. 8963. Ok nhá, 8963. Đó, đấy. 8963. Ok. Thôi, mở được cái cửa đầu tiên anh em vào đi. Yeah. Bên trong này sẽ có gì đây? Ôi không có gì cả. Rồi em tắt được rồi, một cái đã bị ngừng kích hoạt. Một cái ngừng kích hoạt rồi. Ok. Cánh cửa tiếp theo. Hôm nay không có gì cả. À, cần kiếm cái búa. Con không yêu gì, có mong không thấy mình nha. 7 phút nữa thì còn 7 phút. Cái búa đâu được nhỉ? Cái búa mới lấy được cái bình chữa cháy ạ. Phải trưởng. Không có luôn mà. Hơi zigzag nha. Em nghĩ trên tầng nó vẫn có trên tầng hơn. Mình lên trên tầng thôi mà. Không sao, con không kia trốn đổi ạ. Khó nha. Toàn sống. Toàn thật rồi bố em. Không biết cái búa đâu không em ơi. Là có cái hộp nữa này. Vẫn là cái hộp đấy chứ mà. Ok, không sao hết. Ở đây không có. Trong hộp. Đây cũng không có luôn. Ôi trời ơi. Ôi, khó đấy. Mình chết cháy rồi. Ủa, alo. Có cái búa mà cũng khó đấy ta. Cái mã số ấy không nói cho anh nói. Hay ha. Trời ơi. À. Thế thật sự. Cái thế nhỉ. Em vẫn đang đi tìm mà. Cái này là cái búa. Ở đây không có. Ui, tay ai đây? Tay bạn này à? Cái búa đâu được ta? Ui, hình con Huggy xấu thế. Huggy mai mới cả lên bầm vào đây. À đây. Rồi, đây cái cần lê. Cần lê để mở cái gì lúc đầu ấy. Khóa 4. Van thứ 4 chị ạ. Van thứ 4 đâu rồi? Van thứ 4, cần lên van thứ 4. Van thứ 4 nhá, van thứ 4. Van thứ 4 đâu nhỉ? Đây. Tính mẹ vào.
À không, không 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 không, lấy cà lê rồi. À bây giờ mình vào máy tính, mình đập máy tính gì ạ? Đây đúng không? Máy tính ở đây đúng không? Không không có. Hay là trong phòng số 2? Thử xem nào, Không phải, đây không phải cái. À. À không. Máy tính bên này này. Cửa 1 chị ạ. Đây đây đây, cửa 1. Đúng luôn. Cửa 1. Okay. Bạn cần một tay nữa để sửa. Ôi giời, phải hai tay mới sửa được. Hiểu kiểu gì? Không, phải hai tay mới sửa được chị ạ. Máy trưởng. Một tay nữa ở đâu? Ở đây phòng giữa này mình chưa vào đúng không? Phòng giữa này. À không, đúng rồi. Một tay nữa ở đâu nhỉ? À đây. Đây đúng không? Không phải. Không phải luôn. À, còn có 3 phút nữa thôi. Trời ơi, cái phần này nó khó thật sự. Mấy bạn kia phế đấy nhỉ? Mấy bạn kia không làm nhiệm vụ luôn mà. Ôi trời ơi. À, mấy bạn này phế thật đấy chứ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái này nữa ở đâu đây? Ôi, con này nó hồi sinh là không ổn đâu nha. Chán thế nhỉ, mấy bạn này không chịu đi tìm đi. Chấp nhận nào. Nhậm Van Krat. Nhậm Van Krat ở đâu rồi? Khó thế này thì ai mà ấy được. Thật đấy, đang nghĩ kiểu lấy 8-9 người tìm nó phải ngon không? Bây giờ còn có 2 mạng thôi em ơi, một bạn chết rồi. Một bạn hẹo rồi, còn có em ấy bạn kia mà bạn kia lười, bạn kia chả chịu đi tìm. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cay quá. Mỗi mình làm nhiệm vụ mấy bạn kia chẳng làm. Thật là bực, à đây. Bỏ cái kia đi. Đấy rồi, ok. Ý ra phải hoàn thành 2 cái nhiệm vụ đỡ ấy lại đúng không? Đỡ nhục. Anh đi đây chưa? Rồi, ok rồi, đây rồi. Quá gà rồi. Đây. Vào đây. Đúng chưa? Đúng rồi. Bấm vào một phát. Rồi. 2 nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thứ 3 là mình đi tìm cái búa. Mình tìm, chỉ cần tìm được cái búa là mình thắng rồi. Nó chỉ quanh quanh mấy góc này thôi. Em biết rồi. Hóa ra nó chỉ giấu trong mấy cái khe chị ạ. À, không có. Không có. Tất cả các góc ngách mà em tìm rồi. Chạy đi, còn đi bạn này, ui giời ơi, húc đi ra nó cắn một cái bây giờ. À, đây. Đây cả lê rồi. Ôi giời ơi. Em lần này không? À, tầng trên không có, tầng dưới cũng có 30 giây lên đây thua rồi. 1 giây cũng phải tìm em ạ. Được. Phải chết trong sự gọi là sung sướng, trên này nhục nhã quá. Mà mình từng một mình hoàn thành 2 nhiệm vụ là mình đẳng cấp ấy chứ. À. Rồi đâu rồi. Đây. Đâu? Không có. Đây cái mã. Rồi xong luôn. Xin vĩnh biệt cụ. Thất bại rồi. Cây tế nhở. Tập này cực kỳ khó. Mà tại các bạn của em ấy. Thật đấy, có 8 người chơi trong chả bạn nào làm cùng mình cả. Thế là người ta có câu gì nhở? Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ độc đội ngu như bỏ. Thôi rồi. Dù gì thì rồi mình cũng thắng được một game. Mình cũng là đẳng cấp rồi chị ạ. Game thứ 2 game dễ, người ta chắc là cho mình chơi thắng đấy. Chị nói thôi, bây giờ em nghĩ là sau cái màn chiến thắng đấy, chị em mình lên về nhà thưởng thức một món ăn gì đấy đi. Chị nghĩ là mình về nhà luyện cơ tay ấy. Thông minh quá. Thế cũng được thôi, trước khi về nhà chúng mình nên làm gì đã? Rồi trước khi về thì các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye.